Vario 160 cũng đã xuất hiện màu mới ở năm 2024. Vừa mới đây, Honda Malaysia vừa cho ra mắt các màu mới của Vario 160. Nhìn chung, các trang bị kiểu dáng vẫn được giữ nguyên giống như phiên bản cũ, chỉ khác năm nay Vario 160 sẽ có thêm nhiều màu sắc sặc sỡ thể thao để cho người tiêu dùng có thể lựa chọn. Theo như web của hãng, Vario 160 tại Malaysia duy nhất chỉ có một phiên bản, đó chính là ABS. Khác với lại Việt Nam hay là Indonesia thì sẽ có hai tùy chọn, bao gồm là bản CBS và ABS. Theo mình nghĩ, bản ABS được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn nên Honda Malaysia muốn tập trung vào bản ABS để đẩy mạnh thương hiệu Vario 160. Nên năm nay cho ra 6 màu sắc mới, bao gồm màu xanh cyan, màu xanh đen, màu xanh trắng đen, màu đỏ trắng đen, màu vàng xám và cuối cùng màu đặc biệt, đó chính là màu ghép son trắng đỏ cam đen đi kèm với cặp mâm màu cam vô cùng bắt mắt khi bạn đi phố. Với việc xuất hiện màu ghép son trên Vario 160, có thể nói Honda khẳng định Vario 160 là một trong những chiếc xe tay ga thể thao mạnh mẽ của Honda đã từng sản xuất. Bởi trước đó, màu sắc này cũng đã từng xuất hiện trên các mẫu xe thể thao được ưa chuộng của Honda như là Sonic hay là CBR 150R. Vario 160 được trang bị khối động cơ là 156,9cc, cho công suất cực đại là 11,3kW tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 13,8Nm tại 7.000 vòng trên phút. Xi lanh đơn làm mát bằng dung dịch đi kèm với thiết kế đường nét sắc sảo. Khối lượng của Vario 160 chịu khoảng 119kg và chiều cao yên không kén người lái 778mm, giúp bạn điều khiển Vario 160 qua những con phố đông đúc một cách dễ dàng. Là mẫu xe trong phân khúc giá tầm trung nhưng trang bị của Vario 160 giống như các mẫu xe cao cấp như là có khóa thông minh, có sạc nhanh, đèn LED, đồng hồ LCD, sàn để chân rộng rãi tạo cảm giác ngồi thoải mái, cốp 18 lít, có trang bị ABS, đặc biệt ở Vario 160 đã được trang bị thắng đĩa ở phía sau. Hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa có phiên bản Vario 160 Malaysia, nhưng tại thị trường đang có hai dòng, đó chính là nhập khẩu từ Indonesia và phân phối chính hãng của Honda Việt Nam. Anh em hãy bấm đăng ký để khi mà có cập nhật màu mới mình sẽ làm clip và anh em sẽ nhận thông báo sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.